Sau khi Ngô Quyền mất thì đất nước đã nổ ra một cuộc tranh chấp giữa các thế lực quân phiệt, rơi vào tình trạng chia rẽ một cách toàn diện mà lịch sử hay gọi là loạn 12 sứ quân. Trong tình thế nguy ngập đó, bằng bản lĩnh và chiến lược đúng đắn, Đinh Bộ Lĩnh đã từng bước thu phục được các sứ quân. Đến năm 968 thì ông chính thức dẹp loạn thành công lên ngôi hoàng đế với danh xưng Đinh Tiên Hoàng. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Đinh Tiên Hoàng, người dẹp loạn 12 sứ quân lập ra Đại Cồ Việt. Ông Hoàng của những truyền thuyết. Trong thời kỳ Đinh Bộ Lĩnh sinh sống, sử học chưa được chú trọng nên rất nhiều những câu chuyện về ông chỉ là truyền thuyết thêu dệt. Chỉ biết rằng Đinh Bộ Lĩnh sinh vào ngày rằm tháng 2 năm Giáp Thân, tức 22 tháng 3 năm 924 ở thôn Kim Lư, làng Đại Hữu, Châu Đại Hoàng, nay thuộc xã Gia Phương, Gia Viễn, Ninh Bình. Cha ông là Đinh Công Trứ, nha tướng của Dương Đình Nghệ, giữ chức Thứ Sử Hoan Châu. Mẹ ông họ Đàm, dân gian quen gọi là Đàm Thị Thiềm. Ngoài ra, ông còn có một người chú tên là Đinh Thúc Dự. Ngay đến cái tên Đinh Bộ Lĩnh cũng gây tranh cãi gay gắt. Hầu hết các chính sử như An Nam Chí Lược, Việt Sử Lược, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Việt Sử Tiêu Án đều viết ông vốn họ Đinh tên Bộ Lĩnh. Tuy nhiên, tác giả Trần Trọng Kim trong sách Việt Nam Sử Lược lại chú thích rằng có sách chép ông tên là Hoàn chứ không phải Bộ Lĩnh. Bộ Lĩnh là tước quan Trần Lãng phong cho ông. Hiện nay, nhân dân vùng Hoa Lư, Ninh Bình vẫn còn truyền tụng vô vàn những truyền thuyết về Đinh Bộ Lĩnh. Người ta cho rằng ông vốn là con của thần nước, khỏe mạnh, thông minh hơn người, giỏi bơi lặn, có thể ở lâu dưới nước hàng giờ. Lớn lên một chút, ông tỏ ra can đảm khác thường. Đám trẻ chăn trâu đều nể sợ, bầu lên làm tướng. Truyền thuyết nổi tiếng nhất về tuổi thơ của ông chính là cờ lau đánh trận. Đinh Bộ Lĩnh cho bày trận giả, sai lũ trẻ bẻ hoa lau làm cờ, chặt tre làm khí giới, rồi mấy đứa trẻ khác vòng tay làm kiệu cho ông ngồi. Bọn trẻ làng khác khi đánh trận đều thua nên lũ lượt xin theo. Nhờ đó Đinh Bộ Lĩnh kết giao với rất nhiều hào kiệt tương lai như Đinh Điền, Nguyễn Bạc. Sau này, Đinh Bộ Lĩnh theo một đoàn ngư phủ làm nghề đánh cá. Trong Đại Việt Sử Ký Tiền Biên chép, khi vua còn Hàn Vi, thường đánh cá ở sông Giao Thủy, kéo lưới được viên ngọc khuê to nhưng va vào mũi thuyền sứt mất một góc. Đêm ấy, vào ngủ nhờ ở chùa Giao Thủy, giấu ngọc ở dưới đáy giỏ cá, đợi sáng ra chợ bán cá. Bấy giờ vua đang ngủ say, trong giỏ có ánh sáng lạ. Nhà sư chùa ấy gọi dậy hỏi duyên cớ, vua nói thực và lấy ngọc khuê cho xem. Sư than rằng, anh ngày sau phú quý không thể nói hết, chỉ tiếc phúc không được dài. Dẹp loạn 12 sứ quân. Năm 944, Ngô Quyền mất, ủy thác con trưởng Ngô Sơ Ngập cho Dương Tam Kha. Dương Tam Kha cướp ngôi, tự lập mình làm vua, xưng Dương Bình Vương. Ngô Sơ Ngập chạy về nhà hào trưởng Phạm Lệnh Công ở làng Trà Hương, tức Nam Sách Hải Dương, để trú ngụ chờ thời cơ. Từ khi Dương Tam Kha lấy ngôi của nhà Ngô, nhiều nơi không chịu thuần phục, các thủ lĩnh nổi lên cát cứ, thường đem quân đánh chiếm lẫn nhau. Năm 950, Dương Tam Kha sai một người con khác của Ngô Quyền là Ngô Xương Văn đi đánh Thái Bình. Ngô Xương Văn dẫn quân quay lại lật đổ Dương Tam Kha, giáng ông xuống làm Trương Dương Công. Năm 950, Ngô Xương Văn tự xưng làm Nam Tấn Vương, đóng đô ở Cổ Loa, cho người đón anh trai Ngô Sơ Ngập về. Được Dương Thái Hậu chuẩn tấu, Ngô Sơ Ngập cũng được làm vua, gọi là Thiên Sách Vương. Thế là hai vua cùng tồn tại, sử sách gọi là Hậu Ngô Vương. Năm 954, Ngô Sơ Ngập chết, chỉ còn một vua là Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn. Năm 965, Ngô Xương Văn chết, con trai Ngô Xương Xí nối nghiệp, nhưng thế lực ngày càng yếu kém, phải lui về giữ đất Bình Kiều. Thấy cơ hội đã đến, các sứ quân cứ thế đua nhau nổi lên tranh giành quyền lực. Đến năm 966, hình thành đầy đủ 12 sứ quân chiếm giữ các địa phương. Các sứ quân cứ thế chiến đấu, giành giật nhau từng chút một, gây nên tình trạng vô cùng nguy ngập cho đất nước. Đinh Bộ Lĩnh nhanh chóng cùng với các anh em hào kiệt hợp lại tại Hoa Lư, Ninh Bình. Để thực hiện nhiệm vụ dẹp loạn và thống nhất đất nước, ông đã khôn khéo vận dụng kế sách chính trị kết hợp với quân sự. Khi lực lượng còn non yếu,
Đình Bộ Lĩnh đã liên kết với sứ quân Trần Lãm ở Bố Hải Khấu, tức Thái Bình, rồi thu phục được Phạm Bạch Hổ ở Đằng Châu, Hưng Yên, về làm thân vệ tướng quân. Cuối cùng, khi lực lượng đủ mạnh, ông không tiêu diệt mà hàng phục Ngô Nhật Khánh ở Đường Lâm, tức Hà Nội, Ngô Xương Xí ở Bình Kiều, tức Thanh Hóa, vốn là những hậu duệ nhà Ngô, để lấy lòng thiên hạ. Chỉ trong hơn một năm, từ năm 966 đến 967, Đình Bộ Lĩnh lần lượt đánh thắng các sứ quân còn lại, được xưng tụng làm Vạn Thắng Vương. Chiến tranh kết thúc vào năm Mậu Thìn, tức năm 968, bằng việc Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng đế. Ông chấm dứt loạn 12 sứ quân khi nhà Tống bên Trung Quốc đã diệt nước Nam Hán, áp sát biên giới nước ta. Nếu không có sự xuất hiện của Đinh Bộ Lĩnh, quốc gia khó lòng thoát khỏi họa xâm lăng từ phương Bắc. Xây dựng Đại Cồ Việt. Ngay khi lên ngôi, Đinh Bộ Lĩnh đã cho đặt lại tên nước thành Đại Cồ Việt, với Cồ có nghĩa to lớn vĩ đại, bắt đầu dựng đô mới, đắp thành đào hào, xây cung điện, đặt triều nghi. Từ năm Canh Ngọ 970, bắt đầu đặt hiệu năm là Thái Bình. Kinh đô nhà Đinh đóng tại Hoa Lư, Ninh Bình, dựa vào các khối đá vôi dựng đứng ôm lấy vùng đất cao không bị ngập, lại có sông Hoàng Long ở phía Bắc. Sông Sào Khê chảy xuyên qua kinh thành, thuận lợi giao thông. Việc Đinh Tiên Hoàng chọn Hoa Lư mà không chọn Cổ Loa hay Đại La được xem là quyết định khôn ngoan. Với hoàn cảnh đương thời, sau nhiều năm loạn lạc, Hoa Lư là địa điểm chiến lược, nằm ở trung tâm đất nước, khống chế được cả khu vực Sơn Cước từ Thanh Hóa đổ ra, sông Đà đổ xuống. Thêm địa thế vừa hùng vừa hiểm, có thể cầm cự với Trung Hoa nếu có cuộc xâm lăng. Với việc chọn Hoa Lư quê hương làm kinh đô, Đinh Tiên Hoàng còn có thêm sức mạnh của yếu tố nhân hòa. Nhà Đinh là triều đại đầu tiên đặt nền móng cho nền tài chính tiền tệ của nhà nước phong kiến Việt Nam. Đinh Tiên Hoàng đã truyền cho đúc tiền đồng, gọi là tiền đồng Thái Bình. Ông kết hợp an sinh xã hội bằng quân sự với phương án ngụ binh ư nông, phân ra đạo, quân, lữ, tốt, ngũ. Mỗi một đạo có 10 quân, một quân 10 lữ, một lữ 10 tốt, một tốt 10 ngũ, một ngũ 10 người. Như vậy, quân đội nhà Đinh khi đó có 10 đạo, khoảng 1 triệu người, trong khi dân số đất nước khi đó có khoảng 3 triệu. Về chính trị, ông chủ trương sử dụng hình phạt nghiêm khắc để chế ngự thiên hạ, đặt vạc lớn ở sân triều, nuôi hổ dữ trong cũi, hạ lệnh rằng kẻ nào trái phép phải chịu tội bỏ vạc dầu cho hổ ăn, mọi người đều sợ phục, không ai dám phạm. Về ngoại giao, để tránh đụng độ với Trung Quốc, năm Nhâm Thân 972, Đinh Tiên Hoàng sai con là Đinh Liễn sang cống nhà Tống Trung Quốc. Năm 975, vua nhà Tống sai sứ sang phong cho Tiên Hoàng làm giao chỉ quận vương và phong cho Nam Việt Vương Đinh Liễn làm tĩnh hải quân tiết độ sứ An Nam Đô Hộ. Từ đó, Đại Cồ Việt giữ lệ sang triều cống phương Bắc. Tuy bên ngoài, vua Đinh xưng phiên thuộc, nhưng trong nước thì vẫn xưng danh đế. Vị vua có 5 hoàng hậu. Thường thì đa phần các vua chúa trong lịch sử Việt Nam đều là những người có rất nhiều thê thiếp. Nhưng việc một vị vua lập nhiều hoàng hậu lại là điều hiếm có, mà người mở đầu không ai khác chính là Đinh Tiên Hoàng. Cả chính sử lẫn giã sử tuy không thống nhất tên họ của tất cả, nhưng đều khẳng định ông lập tổng cộng 5 vị hoàng hậu. Vì điều này, ông bị nhiều sử gia về sau chê bai. Sử gia Lê Văn Hưu thế kỷ 13 đã viết trong Đại Việt Sử Ký: hoàng hậu sánh với ngôi vua cho nên mới đứng đầu làm tiêu biểu trong cung và giáo hóa cho thiên hạ. Từ xưa chỉ lập hoàng hậu một người để chủ việc nội trị mà thôi, chưa từng nghe thấy có 5 hoàng hậu. Tiên Hoàng không có học vấn kê cứu đời xưa, mà các bề tôi lúc bấy giờ lại không có người nào biết giúp sửa cho đúng. Sau đến hai triều Lê, Lý cũng nhiều khi bắt chước làm thế, chính là do Tiên Hoàng khơi đầu mối loạn. Nhà sử học Ngô Thị Sĩ thế kỷ 18 viết trong Việt Sử Tiêu Án: một âm và một dương gọi là đạo. Các bà hoàng hậu dựng lên nhà Hạ giúp đỡ nhà Chu, không nghe có đến 2 hoàng hậu, huống chi lại có 5 hoàng hậu. Từ năm Thiên Nguyên, nước Chu lập 5 hoàng hậu. Bài sách Văn Phong hoàng hậu có câu: đức ví với khôn nghi, ngũ hành là số 5. Đó là lấy một câu kinh để che lỗi của mình. Vua Đinh Tiên Hoàng không đọc sách, theo ý riêng mà làm càn, đúng như chuyện nước Chu, lỗi đó hai bên cũng như nhau.
Tuy nhiên, với quan điểm khách quan, các sử gia hiện đại đã nhận thấy, sau khi dẹp loạn các sứ quân thống nhất đất nước, Đinh Tiên Hoàng lên ngôi và cũng chỉ muốn lập người vợ cả, người sinh ra con trưởng Đinh Liễn làm hoàng hậu. Nhưng đất nước mới thống nhất, các thế lực chống đối chưa hẳn đã chịu quy phục hoàn toàn. Đinh Tiên Hoàng hiểu rõ điều đó nên đã quyết định mở rộng hậu cung, lập thêm hoàng hậu để thông qua hôn nhân với những gia tộc có uy vọng, tiến tới khống chế hoàn toàn cục diện trong nước, thiết lập một vương triều vững chắc. Lại thêm, các sử gia có những nhận xét khắt khe với ông đều là những người theo tư tưởng nho giáo, mà trong thời kỳ từ nhà Đinh cho tới tận hết thời nhà Hồ, ba tôn giáo nho, Phật, Đạo cùng tồn tại hòa bình, gọi là Tam giáo đồng nguyên. Tư tưởng nho giáo vẫn chỉ là một khía cạnh trong tư tưởng xã hội. Với nhiều người, việc các hoàng đế có lập nhiều hoàng hậu cũng không đáng bị chê trách. Sau thời Đinh Bộ Lĩnh, nhiều vị hoàng đế ở các triều Tiền Lê và Lý như Lê Đại Hành, Lê Ngọa Triều, Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lý Thần Tông cũng vì những lý do liên quan đến triều đình, đất nước mà lập nhiều hoàng hậu. Chính điều này đã giúp cho ba triều đại Đinh, Tiền Lê và Lý có thể tránh khỏi những cuộc xô sát nội bộ gây ảnh hưởng tới toàn thể đất nước. Cái chết đầy uẩn khúc. Lên ngôi hiển hách, nhưng cái chết của Đinh Tiên Hoàng và con trai cả Đinh Liễn lại được coi là một trong những cái chết uẩn khúc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Sử sách ghi lại, bên cạnh vua Đinh Tiên Hoàng có một tên thái giám tên Đỗ Thích. Một đêm, hắn mơ thấy nuốt sao khuê, nghĩ mình có thể làm vua nên lập mưu phản nghịch. Tháng 11 năm Kỷ Mão, tức tháng 12 năm 979, y đầu độc cả Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Đinh Liễn. Tuy nhiên, sau khi theo dõi lại nhiều sự việc trước và sau khi Đinh Tiên Hoàng mất, trong đó nổi bật lên là việc thập đạo tướng quân Lê Hoàn được Thái hậu Dương Văn Nga đưa lên ngôi hoàng đế. Và ngay sau đó, Lê Hoàn đã tiến hành thanh trừng nhiều thuộc tướng từng kề vai sát cánh với Đinh Tiên Hoàng như Đinh Điền, Phạm Hạp, Nguyễn Bạc. Nhiều sử gia đã nghi ngờ đây là một cuộc đảo chính mà chủ mưu không ai khác chính là Lê Hoàn và Dương Văn Nga. Theo đó, nhà Đinh lúc ấy có ba hoàng tử, trưởng là Liễn, thứ là Toàn, út là Hạng Lang. Liễn là con trưởng có nhiều công lao, Hạng Lang lại được vua yêu nên đã lập làm thái tử dù mới lên 4 tuổi, khó có thể bộc lộ những phẩm chất cao siêu hơn Đinh Liễn. Đinh Tiên Hoàng lại có những năm hoàng hậu, có thể đã xảy ra cuộc ganh đua giữa năm hoàng hậu về tương lai của ngôi thái tử. Trong cuộc đua ganh này, Dương Hậu đã chọn Lê Hoàn làm chỗ dựa. Một giả thuyết nữa của tác giả Lê Văn Siêu trong sách Việt Nam Văn Minh Sử cho rằng cái chết của hai cha con hoàng đế là do bà mẹ Hạng Lang cùng công thần Nguyễn Bạc gây nên để trả thù cho con sau sự kiện Đinh Liễn giết Hạng Lang. Tuy nhiên, giả thiết này còn có những điểm không thỏa đáng. Nguyễn Bạc là bạn chí cốt của Tiên Hoàng từ nhỏ, ông lại không được lòng cả Đinh Liễn lẫn Dương Vân Nga, mẹ của Đinh Toàn. Giả thuyết còn lại là việc Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị nhà Tống đầu độc trong một mưu đồ thôn tính nước ta được xem là thiếu thuyết phục nhất cho tới tận 8 tháng sau khi họ mất, tức tháng 7 năm 980, Lê Hoàn lên ngôi, vua Tống mới bắt đầu có những động thái thiếu thiện chí và phải tới tháng 3 năm 981 mới xua quân sang đánh, tính tổng cộng là 1 năm rưỡi. Nếu như đã có ý định xâm lược thì ngay sau khi vua Đinh bị đầu độc, nhà Tống phải cho quân tràn sang chứ không án binh lâu như thế. Thông qua các giả thuyết kể trên, các sử gia dần quy chung lại vai trò của Đỗ Thích sẽ rơi vào hai trường hợp. Thứ nhất, y chính là tên sát thủ được phái tới. Thứ hai, y chỉ là vô tình chứng kiến sự việc trên. Nhưng dù có như thế nào, thì một điều chắc chắn là Đỗ Thích ngay sau đó đã trở thành người chịu toàn bộ tội trạng và bị đem ra hành hình vô cùng thảm khốc sau 3 ngày lẩn trốn. Cho tới tận bây giờ, giới sử gia hiện đại Việt Nam vẫn chưa có một kết luận chính thức nào liên quan đến cái chết của hai cha con Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn. Với người dân thì câu chuyện cậu bé chăn trâu bày cờ lau tập trận, trở thành người thống nhất đất nước và lên ngôi hoàng đế đã trở thành bất hủ. Tên của ông cũng được đặt cho tên đường và trường học trên khắp cả nước. Năm 2011, tàu hộ tống tên lửa Jebat 3.9 đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng được đặt theo đế hiệu Tiên Hoàng. Và ngoài ra thì Hoa Lư Ninh Bình, quê hương của ông vẫn được tôn vinh là cố đô của Việt Nam. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.